Cái tập đó là anh phải giống như vác á nè, anh ngồi trên ghế ngược mới thấy nè, bên này anh xô, bên này anh đẩy, này xô anh đẩy, rồi anh ngồi thử anh ngồi xô anh đẩy, bên xô bên đẩy, thấy không, thấy nó vắt, hai cái tay này sẽ nó vắt, nó ra một điểm xuống thấp để ra một điểm từ dưới vắt lên nè, 1 2 3 4 5 6 7 lên cái cổ. Nó cứ nhích lên, ở nhà phải có hai cái thanh đứng dậy xô, 1 2 1 2 1 2 đó, phải tập thực hành vậy mới thấy, thấy nó chạy từ đốt xương dưới lên lên đến đầu, mà cái đốt xương phía sau là vật chất thì phía trước khí nó hiện ra phía trước. Cái bài mình nó mở ra Ở đó cứ tập dưới thấp lên qua đi đại dưới đập cửa. Hút là hút luôn phòng ra ngoài. Đó, thành ra khi đó là từ dưới này nó có 24 20 24 cái 1 2 3 4 24 khớp lên, tức là 5 đốt thắt lưng chứ 12 cổ tới đây. Cái cổ là 12 khớp, là khi thấy không, đứng nha. Ba 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 bằng chân bằng nhau nè, tập đứng nha nè, nắm một cái nè, một ở dưới ha, đẩy một cái, bên này đẩy bên này kéo một cái, lên dần lên dần lên dần lên dần, mỗi chậm chậm thấy nè. Xong thả một tay ra xoắn lòng ngược lại rút lại, tới xuống bắt đầu bên đầu đổi bên trái, 2 3 5 6 7 thường 17 cái, tới 17 cái lên tới trên, xè bằng tay nó xoay một cái rồi rút lại 17 cái, 1 xong thả tay đẩy 17 cái, tại vì có 5 đốt lưng đây, 12 đốt cổ, nó lên tới đây hết rồi. Trên này không có tập cái cầm, tức là nó không học hết cái đốt cổ đó. Nhưng mà anh đứng lên tập thả cái tay rồi anh đứng nè, kéo tay này vô bên, kéo mình đẩy ra đi, đẩy ra đó, đẩy đó, 1 2 3 4 kéo một cái đẩy, kéo một cái đẩy, kéo một cái đẩy, kéo một cái đẩy, kéo một kéo cái đẩy, kéo bên này đẩy bên kia ra, đẩy kia ra, kéo bên này đó, một đó anh phải làm từ dưới là ở dưới là đẩy đi, đẩy ra, đẩy một cái để nguyên, đẩy ra cái tay kéo vô, một để nguyên đang kéo vẫn giữ lực cái chế độ cái giật cái giật cái giật rồi thả ra, rồi đẩy ra giữ, rồi giữ, rồi đẩy ra giữ, nó sẵn giữ lên, đẩy ra giữ, thấy không, đẩy ra giữ, thấy không, đẩy ra giữ, thầy phải đẩy là anh mới thấy cái lực đó, thấy không, nó vô cái lực đẩy ra giữ, đẩy ra giữ, rồi bên rồi trên đẩy ra giữ, rồi thè cái tay, rồi bây giờ kéo vô, đẩy kéo vô, một kéo vô, kéo vô, đẩy ra kéo vô, kéo vô, kéo vô, đó 17 cái từ trên xuống đó giống vậy, thấy không, làm một bên trái bên phải làm giống vậy, nó thực hành nó vậy.
đồ nó là cái cách tập.